Dư luận chưa hết bàng hoàng, phẫn nộ vì vụ việc bé gái 8 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh bị bạn gái của bố bạo hành dẫn đến tử vong. Những ngày gần đây, thêm một vụ việc đau lòng nữa được cơ quan chức năng phát giác, đó là bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sức khỏe xấu và có đinh găm vào đầu. Xót xa là các trường hợp này do chính bố mẹ và người thân của các em gây ra. Các vụ việc thêm một lần nữa cho thấy, nếu không sớm lên tiếng tố cáo và ngăn chặn các hành vi bạo lực đối với trẻ em, thì những vụ việc tương tự sẽ vẫn còn tiếp diễn. Theo các chuyên gia, tình trạng bạo lực trẻ em trong gia đình rất khó khăn để phát hiện bởi suy nghĩ đèn nhà ai, nhà nấy rạng của nhiều người. Đa số các vụ việc bạo lực trẻ em gần đây xuất phát từ những gia đình bất ổn, hôn nhân tan vỡ. Gia đình đã có những dạn vỡ thì là cái nguy cơ mà trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tăng lên rất là nhiều. Và có thể nói là trong các vụ việc ly hôn và các tình trạng bất ổn gia đình thì tâm lý của cha và của mẹ cũng có những cái vấn đề bị sang chấn và cũng bất ổn. Do đó là cái nguy cơ mà trẻ em mà bị chăm sóc, nuôi dưỡng không chu đáo, thậm chí là bị bạo lực, bị xâm hại nó tăng lên rất là nhiều. Với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ ly hôn, ly thân, trẻ em chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí trở thành lý do để người lớn chút bức xúc hay tức giận. Trẻ bị xâm hại bạo lực nhiều nhất trong chính môi trường gia đình và bởi những người thân quen. Tình trạng này sẽ được ngăn chặn nếu cộng đồng có ý thức trình báo từ sớm. Kêu gọi cộng đồng, kêu gọi mỗi người dân, kêu gọi mỗi người hàng xóm, kêu gọi mỗi bậc cha mẹ, các thành viên gia đình. Chúng ta hãy mạnh dạn lên tiếng tố cáo những cái hành vi bạo lực xâm hại trẻ em. Khi có bị tố cáo thì các quý vị được bảo mật thông tin, được pháp luật bảo vệ. Chúng ta cần phải tăng cường cái giáo dục pháp luật để mà làm sao cho tất cả mọi người dân, tất cả các bậc cha mẹ, tất cả các thành viên trong gia đình, khi mà có cái hành vi nóng giận hoặc là có những hành vi trút giận, chà đạp trên trẻ em thì phải hiểu rằng là pháp luật luôn luôn nghiêm trị và chúng ta có thể phải chịu một cái án nặng nhất của pháp luật khi mà chúng ta gây ra tổn hại cho trẻ em. Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hơn 2.000 trẻ em bị bạo hành hàng năm, trong đó nhiều em tử vong. Trẻ em là đối tượng yếu thế, không có đủ sức kháng cự hay có đủ kinh nghiệm hiểu biết để kịp thời tố cáo, thậm chí là càng khó khăn hơn khi các hành vi bạo lực xâm hại đó đến từ chính những người thân, cha mẹ.